Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Khai mạc Ngày hội Sen Huế với chủ đề Về miền sen ngừ, hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng Festival Huế 2024. Công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gặp rất nhiều khó khăn, số thuế thu được hạn chế. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới, vừa rồi là phân điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thị xã là nội dung chính của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nguyễn Văn Phương dự và chỉ đạo diễn tập thực binh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm nay có nhiều nội dung và thực thi một loại hình mới. Cùng một lúc phải diễn tập nhiều nội dung từ khâu chuyển lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, sơ tán lực lượng vũ trang và một phần cơ quan đảng, chính quyền, nhân dân ra khu sơ tán, tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch, động viên quân dự bị, triển khai trận địa và xử trí một số tình huống A2, đánh địch, tiến công vào địa bàn, tiến công địch, đổ bộ đường không. Đây là những nội dung đòi hỏi tỉnh linh hoạt, tư duy thực tiễn trên chiến trường và được xử lý phù hợp sát với tình hình thời chiến và thực tế địa phương. Cái đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã và xã phường lần này là một cái đợt mà để nhằm nâng cao cái nhận thức cho lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã về thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 có quy mô khá lớn, huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, nhất là ở các nội dung thực binh trung đội dân quân xã Thủy Lương, đánh địch, tiến công vào địa bàn, xử lý tình huống A2, đặc biệt là nội dung thực binh đại đội bộ đội địa phương được tăng cường binh khí kỹ thuật, tiến công địch, đổ bộ đường không, đã huy động một số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn thuốc nổ, cùng với các tình huống đặt ra yêu cầu cao để hoàn thành mục tiêu đề ra. Xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã là một nhiệm vụ trọng tâm trong cả một nhiệm kỳ. Do đó, chúng tôi đã tham mưu cho thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Có những nét mới trong diễn tập lần này, đó là sử dụng UAV trong các cái trạng thái quốc phòng và trong các tình huống chiến đấu, đặc biệt trong phần diễn tập thực binh của khu vực phòng thủ. Và có thể nói rằng đối với lực lượng vũ trang của thị xã Hương Thủy đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ diễn tập. Sau gần 3 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng Festival Huế 2024 tại công viên Tử Tượng, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Sen Huế với chủ đề Về miền sen ngừ. Ngày hội Sen Huế 2024 Về miền sen ngừ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7. Với hoạt động của hơn 20 gian hàng ẩm thực, gian hàng trưng bày các đặc sản, hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ gắn với sen, triển lãm các dòng sen Huế, trải nghiệm trò chơi dân gian và không gian check-in với hoa sen. Đan sen là các chương trình biểu diễn nghệ thuật áo dài sâu, hồn sen ngừ, các hoạt động quảng diện pha trà sen, thưởng thức các loại trà sen, các loại bánh, những món ẩm thực từ sen tại các gian hàng đến từ các doanh nghiệp địa phương. Các sản phẩm mà mình đem tới ngày hội sen ngày hôm nay đó chính là bánh mì sen, pizza sen, súp bí sen. Tất cả các sản phẩm này đều được làm từ hạt sen và hạt sen này là hạt sen của Huế, đặc sản của miền đất Huế. Các cái sản phẩm này thì có tác dụng là tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là giúp giấc ngủ của chúng ta rất là ngon và giúp đẹp da nữa. Thì ở đâu cũng có sen nhưng mà đến đây thì chị rất là bất ngờ. Tại vì cũng là sen thôi mà có rất là nhiều các sản phẩm rất là đa dạng, từ các món ăn chay mặn cho tới các cái các cái thủ công mỹ nghệ vân vân, thì đó là rất là bất ngờ với cái sự đa dạng của sen ở Huế. Trong không gian của công viên Tử Tượng, bên cạnh bờ sông Hương thơ mộng, việc bố trí hai hoa các kiểu cảnh sen, sắp đặt các cảnh nghệ thuật về sen, tràn trúc chỉ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với hình ảnh cũng như chất liệu từ sen đã tạo ra một không gian thực cảnh hội tụ các nét đẹp tinh túy của loài hoa rất đặc trưng của Việt Nam nói chung và cố đô Huế nói riêng. Năm nay, Ngày hội sen Huế 2024 với chủ đề là về miền sen ngữ, thì chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu về các sản phẩm cũng như là các món ăn từ sen giống sen ngừ, đó là giống sen trắng chỉ có được trồng ở Huế. Và thông qua hoạt động Ngày hội sen Huế này thì chúng tôi cũng xem như đây là một cái hoạt động để hưởng ứng nằm trong chương trình Festival 2024. Năm 2024 là lần thứ tư Ngày hội sen Huế được tổ chức. Qua đó, khẳng định và tôn vinh sen Huế là loài hoa rất đặc trưng của Việt Nam nói chung và của cố đô Huế nói riêng. Ngày hội cũng trở thành một hoạt động thường niên của ngành du lịch tỉnh trong khuôn khổ Festival Huế các năm. Một hoạt động đặc sắc gắn du lịch và văn hóa ẩm thực Huế cũng như ngành nông nghiệp địa phương. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước thực hiện 6 tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 0,5%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 6,5%, ngành sản xuất và phân phối điện nước đá ước giảm 25%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 14%. Tình hình sản xuất kinh doanh một số sản phẩm chủ lực tăng là bia, tôm đông lạnh, quần áo các loại, vỏ bao giam gỗ, điện thương phẩm, vỏ lon nhôm, sản xuất xe ô tô. Một số sản phẩm giảm là xi măng, clanke xi măng, Manfred 120.000 tấn, điện sản xuất. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu cụm công nghiệp. Phần đầu 6 tháng cuối năm thu hút thêm 7 đến 10 dự án công nghiệp, đầu tư kinh doanh hạ tầng, nông sản và một số dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ đồng. Sau 6 năm thi công ì ạch gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống dân cư trong khu vực, dự án cầu Lời Nông phường An Đông, thành phố Huế đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án cầu bắc qua sông Lời Nông nối phường An Đông và khu A, khu đô thị An Vương Dương, thành phố Huế được xem là trục đường quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án này đã có nhiều bất cập và chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến đời sống của dân cư xung quanh khu vực. Được khởi công từ năm 2018 với tổng mức kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng. Sau 2 năm thi công không đạt mục tiêu nên Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết tăng tổng mức đầu tư của dự án này lên hơn 100 tỷ đồng, tăng hơn 68 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh mặt cát ngang cầu 10m mở rộng thành 24m, chỉnh trang nút giao đường đầu cầu phía khu nhà ở An Đông và mở rộng phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh và lát đá vỉa hè dọc đường dẫn vào các nút giao thông liền kề. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, kết nối trục đường huyết mạch đến khu đô thị An Vương Dương. Nhiều người dân ở hai bên sông đã thuận tiện trong việc giao thông qua lại. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số hạng mục phụ trợ chưa hoàn thiện đang tiếp tục thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động mua bán, kinh doanh thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh này gặp rất nhiều khó khăn, số thuế thu được còn hạn chế. Trong đó, những cá nhân hộ kinh doanh online được xem là đối tượng khó quản lý thuế nhất. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kinh doanh mặt hàng hương trầm trên các sàn thương mại điện tử đã được nhiều năm. Chị Nguyễn Thị Huệ luôn tuân thủ đóng thuế với mặt hàng này. Tuy nhiên, việc phát triển tăng nguồn thu trong lĩnh vực này và phân biệt rõ các khoản thu nhập để ra soát đóng thuế khiến chị Huệ gặp rất nhiều khó khăn. Hộ kinh doanh của chúng em là đang kinh doanh các sản phẩm về trầm hương, đang thực hiện kinh doanh vừa theo hình thức bán hàng tại cửa hàng truyền thống. Đồng thời, em cũng tham gia bán hàng trên một số sàn thương mại điện tử để mở rộng khách hàng và tăng doanh thu. Về kê khai thuế đối với trên sàn thương mại điện tử, do em cũng mới tham gia trên sàn thương mại điện tử nên bản thân là mới tìm hiểu nhưng còn nhiều lúng túng. Thời gian vừa qua, với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ biến, đặt ra những thách thức mới không nhỏ đối với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế, như việc xác định được căn cứ tính thuế, đối tượng nộp thuế. Khi tham gia các cái sàn thương mại điện tử thì công ty mình cũng đã tham gia và chấp hành rất là đúng các cái quy định về thuế, khai thuế và những cái chính sách về thuế khác của từng sàn. Hiện nay thì các cái tỉnh khác thì cái ngành livestream nó giống như một nghề, và những cái livestreamer họ xem việc livestream là đúng là cái nghề của họ, thì cái nguồn nhân lực livestream ở các tỉnh khác rất là sôi động, nhưng mà khó khăn là ở Huế là hiện tại cái nguồn nhân lực để mà livestream bán hàng thì vẫn rất là còn thấp, còn yếu. Chúng tôi đang tiến hành là tra quét, khi nào có đầy đủ, thu thập đầy đủ các cái thông tin thì chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế để chống thất thuế đối với lĩnh vực này. Và trong cái thời gian đó thì cơ quan thuế cũng là đề nghị các cái tổ chức cá nhân mà có thực hiện việc livestream bán hàng hóa và nhận được các cái khoản thu nhập từ cái hoạt động này thì nên chủ động tiến hành kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế là tiến hành công tác thanh tra kiểm tra. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 105 cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thực hiện kê khai thuế với số thuế đã nộp đạt gần 4 tỷ đồng. Việc quản lý kinh doanh loại hình này đã được Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện với nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Các biện pháp cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử đã được thực hiện. Đặc biệt, bên cạnh thực hiện xử phạt đối với nhiều cá nhân hộ kinh doanh hoạt động thương mại điện tử, ngành thuế cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh. Cục thuế cũng đã hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp cái cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức kê khai điện tử với là nộp thuế điện tử cho các cái đối tượng mà kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử. Đó. Thì bên cạnh đó, thì Cục thuế cũng đã thực hiện là cảnh báo các cái đối tượng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nếu cố tình mà không thực hiện đúng cái nghĩa vụ kê khai thuế thì sẽ tiến hành là thực hiện các cái biện pháp kiểm tra và chuyển các cái hồ sơ thông tin có liên quan cho cơ quan công an điều tra theo quy định. Để quản lý hiệu quả nguồn thu từ sàn thương mại điện tử, Chính phủ đang có dự thảo sửa đổi một số điều của nghị định, quy định của Luật Quản lý thuế. Cục Thuế tỉnh cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng khác để chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tiếp tục chương trình với những tin tức về giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 6 với sự tham gia của đông đảo giáo viên, giảng viên các trường đào tạo sư phạm trên cả nước. Hội nghị khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Việt Nam là diễn đàn uy tín chất lượng trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, được tổ chức định kỳ để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý có thể công bố thành quả các nghiên cứu mới, thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp trong bối cảnh mới. Hội nghị đã nhận được 180 bài báo cáo khoa học trong cả nước, trong đó có nhiều bài báo cáo khoa học có giá trị đã được thảo luận tại phiên toàn thể như thành tựu và định hướng trong chọn tạo giống vật nuôi ở Việt Nam, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ kỹ thuật y sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời với đó là các phiên báo cáo tại các tiểu ban xoay quanh nội dung nghiên cứu khoa học giáo dục và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng sinh học phục vụ đời sống và phát triển xã hội. Đây đều là những báo cáo về kết quả nghiên cứu mới nhất, những phương pháp giảng dạy tiên tiến và những xu hướng phát triển của sinh học trong tương lai, góp phần nâng cao tri thức khoa học và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường. Trường Đại học Khoa học Đại học Huế tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 676 sinh viên hệ 4 năm khóa K44 và hệ 5 năm khóa K43. Trong đó, sinh viên hệ 4 năm khóa 44 2020-2024 là 338 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xếp hạng xuất sắc 16,27%, loại giỏi 28,99%. Tính từ năm học 1977 đến 1978 khóa 1 đến nay, Trường Đại học Khoa học đã đào tạo 47 khóa với tổng số hơn 51.000 sinh viên đã tốt nghiệp, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong cả nước. Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn về chất lượng đào tạo, từ yêu cầu về hội nhập giáo dục đại học của khu vực và thế giới, cùng chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học nói chung, quản trị trường đại học nói riêng, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế trong những năm qua đã chú trọng đổi mới phương thức tổ chức đào tạo nhằm tăng cường tính chủ động của người học, xây dựng năng lực tự học suốt đời cho người học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động đang ngày càng quốc tế hóa. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo đã được thiết kế một cách có hệ thống, cập nhật thường xuyên. Một số học phần được điều chỉnh bổ sung đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học và thị trường lao động. Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ 22 để đánh giá các công trình đề tài nghiên cứu có tính mới, có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn của cán bộ trẻ, của sinh viên và học viên nhà trường. Hội nghị nhận được sự tham gia của 55 đề tài báo cáo tại 7 hội đồng đại diện cho hầu hết các chuyên ngành nhà trường đang đào tạo. Đặc biệt, tại hội nghị lần này có đến 35 trên 55 đề tài tham gia dự thi bằng tiếng Anh và có sự tham gia tích cực từ các sinh viên, học viên với 15 đề tài đã đăng ký. Khoa học công nghệ luôn được xem là lĩnh vực hoạt động then chốt của Trường Đại học Y Dược Đại học Huế với mục tiêu chiến lược là đa dạng hóa các loại hình hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý khoa học công nghệ, tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo. Nghiên cứu khoa học cũng đã trở thành một hoạt động thường quy của sinh viên, học viên nhà trường. Nhiều hoạt động đã được triển khai nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người học có nhu cầu tìm hiểu, giao lưu, trao đổi về kiến thức, kỹ năng và các kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y dược. Đội ngũ các nhà khoa học trẻ của trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong các hội thi toàn quốc như giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành y tế toàn quốc. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra trong năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 6878 đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm điều kiện của địa phương, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân trước, trong và sau thiên tai. Theo đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, lốc, rét, ngập lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa đá và các loại hình thiên tai khác có thể xảy ra để phối hợp với thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về đời sống dân sinh, kiểm tra rà soát các khu dân cư ở nơi không an toàn, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời có phương án đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người làm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và của cả cộng đồng, đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của địa phương, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó thiệt hại đời sống dân sinh, chủ động nguồn lực để đảm bảo an sinh khi có sự cố, phòng tránh và giảm nhẹ khi thiên tai xảy ra. Trong quá trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đời sống nhân dân, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác. Huyện Nam Đông phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Cơ Tu khóa 13 năm 2024. Tham gia lớp học có 20 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 tháng, cả học viên được nghiên cứu học tập khoảng 1.100 từ tiếng Cơ Tu, bao gồm nhiều đề tài và nội dung khác nhau như cách làm quen, giao tiếp, đón khách, gia đình tôi, một cuộc họp về nói ngược. Ngoài ra, cả học viên còn được tiếp cận về cấu tạo ngữ pháp câu, hệ thống từ ngữ và nghe đối thoại. Lớp học nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức nghe, hiểu, nói, đọc, viết thành thạo tiếng dân tộc Cơ Tu, đặc biệt là đối với cán bộ thường xuyên phải tiếp xúc với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 6 tháng 7 tại huyện A Lưới, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh và Ariben chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Với chủ đề Hành quân xanh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về nhân dân khu vực biên giới huyện A Lưới. Tại lễ phát động, các đơn vị đã trao tặng 21 suất quà cho người có công, 10 suất quà cho trẻ em nghèo, 5 công trình đường cờ Tổ quốc cho chính quyền và nhân dân thuộc địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân quản lý, Đại diện Báo Sài Gòn Giải phóng trao tặng 3 tủ thuốc biên cương cho 300 xã vô nhân nghi kết hợp thuộc các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới và 200 áo ấm, áo sơ mi cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau lễ ra quân, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 100 đoàn viên thanh niên thuộc 3 xã Hồng Vân, Hồng Thủy, Trung Sơn, huyện A Lưới với nội dung Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và Ngày hội Nghĩa tình biên giới, biển đảo. Khánh thành và bàn giao công trình ánh sáng đường biên bằng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và trồng cây tạo cảnh quan môi trường tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới. Ngoài ra, các đơn vị đã tổ chức chào cờ, giới thiệu chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tại cột mốc 645, thăm tặng quà đồn công an Cô Tài, tỉnh Sa La Van, Lào. Sáng qua, Công đoàn Đạo Huế tổ chức hội thao viên chức người lao động Đạo Huế lần thứ nhất năm 2024 để chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7, hội thao thu hút sự tham gia của hơn 800 vận động viên là viên chức lao động đang công tác tại 17 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đạo Huế. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 bộ môn gồm quần vợt, bóng đá nam, cầu lông, bóng chuyền và kéo co. Lần đầu tiên được tổ chức, hội thao bên cạnh là sân chơi để viên chức và người lao động Đại học Huế giao lưu, mà còn là dịp để phát hiện tuyển chọn những vận động viên tiềm năng, qua đó có hướng bồi dưỡng đào tạo, giúp nâng cao thành tích thi đấu cũng như phát triển phong trào thể thao ở mỗi đơn vị. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.